Friday. Collagen rất tốt cho cơ thể và rất tốt cho làn da. Hàng ngày chúng ta vẫn thường được nghe những thông tin như vậy về collagen. Tuy nhiên, collagen đóng vai trò thực sự như thế nào trong cơ thể và tại sao chúng ta lại phải bổ sung collagen hàng ngày? Hôm nay hãy cùng với bản tin đẹp 24/7 tìm hiểu về collagen nhé. Collagen là một loại protein chiếm tới 25% tổng lượng protein trong cơ thể người. Các nhà khoa học thường ví collagen như một chất keo kết nối các mô trong cơ thể lại với nhau. Collagen chiếm khoảng 70% cấu trúc da, quyết định sự săn chắc và tươi trẻ của làn da. Collagen chiếm 20% cấu trúc xương, 50% cấu trúc khớp, quyết định sự chắc khỏe của xương và độ linh hoạt của khớp. Chiếm 70% cấu trúc da đầu, quyết định sức khỏe của da đầu. Chiếm hơn 90% cấu trúc giác mạc, quyết định thị lực và sức khỏe của mắt. Sự suy giảm về chất lượng và số lượng collagen sẽ dẫn đến hậu quả lão hóa của cơ thể, mà sự thay đổi trên làn da, trên khuôn mặt là dấu hiệu dễ nhận biết nhất. Collagen đóng một vai trò rất lớn đối với cơ thể và đặc biệt là với làn da. Vì vậy nên chị em phụ nữ rất mong muốn được kéo dài sự trẻ trung của mình bằng cách bổ sung collagen mỗi ngày. Tuy nhiên, bổ sung như thế nào để đúng và đủ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia của Đẹp 24/7 để tìm hiểu nhé. Friday. Các bạn thân mến, việc bổ sung collagen đối với làn da và đối với cơ thể cực kỳ quan trọng. Chúng ta có thể bổ sung collagen từ bên trong và từ bên ngoài. Đầu tiên, Yến Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bổ sung collagen từ bên ngoài. Vào buổi sáng, đầu tiên các bạn hãy sử dụng kem rửa mặt để khiến cho làn da thực sự sáng và sạch. Tiếp theo đó chính là bước bổ sung tinh chất collag, khiến cho làn da của chúng ta hấp thu một lượng collagen lớn, cải thiện hiện tượng nhăn, trùng, chảy xệ và tăng cường độ đàn hồi cho làn da. Sau đó sẽ là bước sữa dưỡng, sẽ giúp tạo một lớp màng bảo vệ độ ẩm cho làn da và tránh cho làn da khỏi các kích thích từ môi trường bên ngoài. Cuối cùng, để bảo vệ cho làn da khỏi tác nhân số 1 gây lão hóa da, đó chính là tia UV, các bạn hãy nhớ thoa kem ngày. Vậy là đã xong các bước dưỡng da ban ngày rồi. Bây giờ chỉ cần một chút phấn nền và một chút son môi nữa thôi là chúng ta đã có thể tự tin ra phố rồi đấy. Vào buổi tối, sau khi làn da của chúng ta đã bị tiếp xúc với khói bụi xăng xe và đặc biệt đấy chính là lớp trang điểm, thì các bạn hãy nhớ làm sạch da thật tốt nhé. Chúng ta hãy sử dụng tẩy trang và rửa mặt. Sau khi tẩy trang và rửa mặt xong thì các bạn hãy sử dụng dung dịch cân bằng độ ẩm để se kích lỗ chân lông. Đây cũng chính là thời điểm cực kỳ lý tưởng để chúng ta có thể sử dụng tinh chất đặc trị để có thể bổ sung collagen đấy. Tiếp theo đó chính là bước sữa dưỡng và kem dưỡng da vào ban đêm sẽ bảo vệ và cung cấp độ ẩm cho làn da một cách hoàn hảo nhất. Ngoài việc bổ sung collagen từ bên ngoài, các bạn hãy lưu ý bổ sung collagen từ bên trong để có thể khiến cho da, tóc, móng hay là răng của chúng ta có thể được chắc khỏe hơn. Các bạn hãy ưu tiên lựa chọn những thực phẩm có chứa nhiều collagen, như là những thực phẩm có chứa omega 3 hay là rau xanh màu đậm hoặc mầm đậu nành hay nước ép cà chua đều là những thực phẩm rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, vào lứa tuổi 30, lượng collagen ở trong xương, trong tóc và trong da bị hao hụt một cách nhanh chóng. Chính vì như vậy, rất nhiều chị em đã ưu tiên lựa chọn chính là những loại collagen dạng uống. Để có thể sử dụng collagen dạng uống, chúng ta sẽ cần có rất nhiều các lưu ý sau đây. Friday. Sử dụng đúng liều lượng, sử dụng đúng thời điểm. Thời gian lý tưởng nhất để có thể sử dụng collagen đó chính là buổi sáng trước khi ăn sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Tiếp theo đó, chúng ta hãy ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có khả năng kích thích cho collagen sản sinh trong chính cơ thể của mình bên cạnh việc bổ sung collagen từ bên ngoài. Vừa rồi, các bạn đã cùng Yến Phương tìm hiểu cách bổ sung collagen từ bên trong và từ bên ngoài. Chúc các bạn luôn luôn xinh đẹp. Friday. Hy vọng là với những chỉ dẫn vừa rồi của chuyên gia thì chúng ta đã biết được cách để bổ sung collagen đúng và đủ dành cho làn da và mái tóc của chúng ta luôn luôn giữ được tuổi trẻ và sự thanh xuân. Thưa quý vị, nếu như chúng ta mong muốn nhận được những phần quà, quý vị đừng quên truy cập vào fanpage và Facebook của Đẹp 24/7 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Để trở thành khán giả trúng thưởng của chương trình tuần này, hãy gửi về cho chương trình các bước chăm sóc da buổi tối kèm theo ảnh selfie của bạn về địa chỉ fanpage. Ảnh của bạn nào có nhiều like và share nhất sẽ nhận được phần quà hấp dẫn từ nhà tài trợ Menat. Chúc các bạn may mắn!